Chiều ngày 28 tháng 12, Tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm bà Phạm Thị Sen, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 3 Hội đồng Nhân dân thành phố bao gồm ông Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Nguyễn Huy Trân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Thanh Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Phú Hà. Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, tóm tắt tình hình kinh tế xã hội năm 2023, tóm tắt thông tin một số nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp. Đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thông báo kết quả 3 kỳ họp 9, 10, 11, kỳ họp phát sinh, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 12 và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri lần trước. Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp của tỉnh và thành phố, cử tri phường Phủ Hà ý kiến kiến nghị đến hai tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố một số vấn đề như: đa số cử tri kiến nghị công tác đền bù sau khi thu hồi đất làm dự án trên địa bàn, bệnh viện đa khoa tỉnh xem xét bệnh nhân cấp cứu phải làm thủ tục chuyển tuyến mới được điều trị, bạo lực học đường vẫn còn xảy ra trên địa bàn. Sau khi nghe cử tri phường Phủ Hà ý kiến kiến nghị, lãnh đạo địa phương giải trình một số ý kiến, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Ông Lê Xuân Lâm, Giám đốc Trung tâm Quỹ đất thành phố, giải trình ý kiến liên quan. Một số ý kiến còn lại, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố tiếp thu và làm việc với ngành chức năng của tỉnh và thành phố sớm trả lời cho bà con cử tri.